Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ làm một cái clip để nói rõ cái sự việc mà rớt tờ tiền 500.000 trên tay chị Thúy, người giúp dì Ba bán cua trong thời gian qua. Nhiều người đã khá là cay nghiệt và dùng những cái lời nói không hay dành cho dì Thúy. Và cái clip sau đây sẽ là cái clip để nói rõ cái sự việc này. Vâng, đây là cái cảnh tờ tiền rơi xuống mà tôi vô tình quay được trong lúc làm video clip tại điểm bán cua của dì Ba. Vâng, sau khi tôi quay được cái cảnh mà cái tờ tiền rơi xuống thì ở một cái góc quay khác thì một bạn đã bắt được cái khoảnh khắc mà cái tờ tiền nằm ngay ở dưới chân của mọi người. Vâng, và ngay sau đó thì có một người đã nhắc dì Thúy là có cái tờ tiền bị rơi. Và ngay lập tức thì dì Thúy đã cúi xuống để nhặt tờ tiền lên và kiểm soát những cái đồng tiền bán cua cho dì Ba rất là tốt. Và đây là những cái gì mà chứng minh cho cái việc mà dì Thúy là một người rất là trong sạch. Vâng, tôi sẽ tua lại một lần nữa để các bạn có thể coi kỹ hơn ở một cái góc quay khác. Đây, mọi người có thể nhìn rõ là tờ tiền nằm ở dưới chân và ngay lập tức đã được dì Thúy cúi xuống để lượm lên và bỏ vào những cái đồng tiền đang cầm trên tay. Và điều này rõ ràng là dì Thúy rất là đàng hoàng trong cái việc mà kiểm soát tiền cho dì Ba, chứ không phải là như những cái lời đồn đoán hoặc là không thấy nhưng mà phán xét của một số người ở trên mạng. Tôi mong là mọi người sẽ hiểu rõ vấn đề hơn và thông cảm cho những người mà luôn đồng hành và giúp đỡ dì Ba. Vừa đó có rớt thì nhưng mà cả nhà có người kêu là chị ơi rớt 500.000, thì cái bé áo trắng đó, nó không phải là nó lo nó phải bóc chanh với muối làm sao mà nó thấy được, nhưng mà có người kêu thì cô Thúy mới cảm ơn cái người đó là đã lượm được 500 rồi. Sau này thì mình cầm tiền nó chắc chắn hơn đúng không cô? Mình cũng thật biết sao cái tiền polymer này nó rất là trơn, khi mà thối nhiều khi nó trơn nó rớt xuống nó tuột tay nó rớt, nhưng mà không có tham đâu. Còn người ta cũng kêu lại, người ta nói là chị ơi rớt 500. Có nhiều người hỏi là mình lượm lại rồi nhưng mà không có quay cái cảnh lượm. Vâng, hôm nay thì tôi làm rõ cái thắc mắc của mọi người về cái việc mà vô tình quay được cái cảnh mà cô Thúy bị rớt tiền ạ. Đấy thì mọi người đã rõ chưa ạ? Có nghĩa là sau khi rớt tiền thì có một người gọi cho cô Thúy nói là rớt tiền và cô Thúy đã nhặt lại cái đồng tiền đó và cô Thúy nói là thực ra cái tiền polymer thì cầm nhiều thì nó cũng bị trơn và đôi khi nó cũng xảy ra những trường hợp hy hữu như vậy. Nhưng mà bây giờ thì tiền được kiểm soát chặt chẽ hơn rồi nên mọi người yên tâm và không phải lo lắng và băn khoăn nữa.